Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối của bản tin Địa ốc. Kính thưa quý vị, theo những nội dung chính trong phương án thiết kế quy hoạch khu trung tâm đô thị thành phố Hồ Chí Minh quận 1, một sân đổ trực thăng và đường hầm có thể sẽ được xây dựng ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo chủ trương quy hoạch và thiết kế kiến trúc các công trình trong khu trung tâm hành chính vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, đơn vị thiết kế cần nghiên cứu xây dựng một sân bay trực thăng tại trụ sở ủy ban. Đây cũng là nơi được yêu cầu thiết kế đường hầm kết nối Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các đơn vị cần thiết. Các công trình phải có phân khu chức năng cụ thể để đảm bảo an ninh. Hệ thống giao thông giữa các sở ngành trong khu trung tâm hành chính phải tách biệt với trụ sở và văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khu trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được bao bọc bởi các cung đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lý Tự Trọng và Đồng Khởi trên diện tích hơn 18.000 m2. Như vậy là chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì toàn bộ các tiểu thương tại thương xá Tax thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc di dời ra khỏi trung tâm thương mại này. Trong những ngày này thì hầu hết các tiểu thương đều ráo riết giảm giá, thanh lý hàng tồn trước khi chuyển đi. Những biển giảm giá lên tới mức 50% tại đây đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người tiêu dùng, tạo nên một không khí náo nhiệt chưa từng có tại thương xá Tax. Phóng viên của chúng tôi cũng đã có mặt để ghi nhận không khí tại đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi có mặt tại thương xá Tax vào lúc 13 giờ ngày thứ hai. Bất kể hôm nay là ngày làm việc đầu tuần cũng như là cái thời tiết nóng bức ngoài kia thì hàng ngàn người vẫn đổ về thương xá Tax. Nhiều người đến đây để tranh thủ chương trình khuyến mãi, đặc biệt khi mà các tiểu thương xả hàng thanh lý để bàn giao mặt bằng. Nhưng cũng có nhiều người đến đây để tranh thủ chụp một vài tấm ảnh trước khi công trình đặc biệt này được tháo dỡ. Không khí nhộn nhịp chen lấn tại thương xá Tax trong những ngày này có vẻ giống với ngày thứ sáu đen tại các nước phương Tây. Hầu hết các cửa hàng quần áo, thời trang, mỹ nghệ đều treo bảng giảm giá 50%. Ban quản lý thương xá còn tạo điều kiện cho các cửa hàng luân phiên mang hàng xuống sảnh để chào hàng. Khung cảnh không khác gì tại một phiên chợ, khác xa với khung cảnh hàng ngày ở nơi đây. Nói chung là mình cũng tham quan thì cũng có, nhưng mà mua sắm ở đây thì cũng không có nhiều. Chủ yếu là mình đi siêu thị. Cũng được biết là chuẩn bị di rời thương xá đó. Mình có giảm giá cho nên mình ghé thêm có mặt hàng nào nếu mà ok thì mình mua. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hằng, quản lý shop quần áo Đức Việt, mới có thông báo giảm giá mấy ngày nay, nhưng có ngày doanh số cửa hàng đã tăng gấp 5 lần so với bình thường. Với tốc độ bán hàng như hiện nay, chỉ hy vọng khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa sẽ xả được phần lớn hàng tồn trước khi chuyển đi. Cái lượng khách nó đi tới thương xá Tax mình thì nó cũng sẽ đông hơn ngày thường rất là nhiều, tại vì báo đài nó cũng có đăng lên cái phần là thương xá Tax sắp đóng cửa với là sẽ giảm giá sale 50%, nên là lượng khách nó tới rất là đông, đông hơn những ngày thường rất là nhiều. Tuy nhiên, đằng sau sự nhộn nhịp của cảnh mua bán là tâm trạng đen tối thực sự của các tiểu thương. Nhiều tiểu thương đã gắn bó với thương xá Tax hàng chục năm trời, nay cũng phải chuyển đi. Nguyên nhân là ban quản lý thương xá vừa thông báo các tiểu thương phải di dời để phục vụ cho việc xây mới tòa nhà. Chủ trương này đã có từ năm 2010, khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Tổng công ty Thương mại Sài Gòn xây dựng lại thương xá Tax thành trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn. Nhưng do phần dưới của dự án có kết nối với không gian ngầm của tuyến metro nên thương xá Tax được yêu cầu phải di dời trước tháng 10 tới. Do thông báo gấp nên ban quản lý thương xá Tax đã quyết định miễn phí 2 tháng thuê mặt bằng trong thời gian này, đồng thời cho biết các tiểu thương có thể dời về số C6 Phạm Hùng, quận 8 hoặc siêu thị Sài Gòn tại quận 10 để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các sạp kinh doanh tại đây cho biết vẫn chưa tìm được địa điểm kinh doanh phù hợp. Do đó, các sạp đang tranh thủ cơ hội đông khách hàng để xả bớt tồn kho, chứ không ai dám nhập hàng mới về. Chủ yếu là bây giờ đã sale 50% cho hàng hóa, đồ mình nó bớt xuống một tí xíu là để mình đi mình cũng nhẹ gánh hơn á. Để không phải nặng về cái hàng hóa thì hầu như là doanh chủ nào hàng hóa cũng nào đều tập trung vào hàng hóa rất là nhiều. Hàng còn tồn nhiều, rất là nhiều, nên nằm trong số đó tiền người ta cũng còn nhiều. Cũng bị ảnh hưởng từ công trường Metro, nhưng mà các hộ kinh doanh ở dọc hai bên đường Nguyễn Huệ lại rơi vào một cái tình cảnh hoàn toàn khác. Do phần đường bị hạn chế lưu thông nên những ngày này rất ít ghé thăm những cái cửa hàng tại đây. Đến nỗi nhiều hộ kinh doanh đã phải trưng ra những cái biển thông báo như thế này để thu hút khách đi đường. Sở hữu vị trí đắc địa nhất Sài Gòn, giá dịch vụ tại các cửa hàng dọc theo hai bên đường Nguyễn Huệ cũng rất tương xứng. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Phương Thảo, kế toán cửa hàng ảnh số Kim Long, trước đó cửa hàng này vẫn nhận được khoảng 300 đến 400 phiếu chụp rửa ảnh mỗi ngày. Tuy nhiên, từ khi tuyến đường đi qua đây bị hạn chế lưu thông, thì ngày nào cũng được 100 phiếu là đã cao. Hầu như là cả ngày chỉ chiếm khoảng 30 đến 40% so với ngày thường. Nhất là từ lúc mà xe cộ mà không có được đi vô đây thuận lợi với thường xuyên, thì có khi cả ngày chỉ được có khoảng vài triệu. Giảm rất nhiều so với lại trước đây. Trong khi giá thuê mặt bằng tại khu thương mại sầm uất bậc nhất thành phố này cũng không hề nhẹ nhàng,
cộng thêm chi phí cho nhân công, điện nước, nhiều cửa hàng lo ngại khó cầm cự được đến khi hoàn thành công trình. Các công trình che chắn rào cao và hạn chế lưu thông đang ảnh hưởng đến một số tuyến đường như trước cửa trung tâm thương mại Union Square, hai mặt tiền đường giữa giao lộ Nguyễn Huệ Lê Lợi. Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, dự án ga nhà hát thành phố dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2015. Và để kết thúc chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng xem một số thông tin đáng lưu ý về những chính sách, sự kiện và về tình hình thị trường bất động sản trong tuần qua. Theo nghị quyết 61/2014 sửa đổi, bổ sung nghị quyết 02/2013, thời hạn vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được nâng kéo dài tối đa 15 năm thay vì 10 năm như trước đây. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân mua nhà tại các dự án, khu đô thị xuống chỉ còn 7 ngày thay vì 2 tháng như trước đây. Sáng ngày 19 tháng 8, liên doanh Coma Cotana khánh thành tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên đoạn qua địa phận Hà Nội với tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án này tạo kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam của thành phố Hà Nội với khu vực Tây Bắc của tỉnh Hưng Yên. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Địa ốc tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.